chúng ta phân tích hai cái từ. như vậy bán đáy mua đỉnh là đúng hay là sai? thế nào là đáy thế nào là đỉnh lại là sai lại là cái vấn đề đúng không ạ? bán đỉnh mua đáy là sao? đúng không ạ? ngộ. thế nhưng mà ở cái chiều này, thì nếu chúng ta chọn là hai cái phương trình, đây là gọi là hai phương trình bán đáy mua đỉnh, bán ở đáy mua đỉnh và bán ở đỉnh mua đáy thì các bạn sẽ thích ở cái phương trình nào? phương trình chữ nhật hay là ô vuông hay là hình tròn? nào phương trình hình tròn hay là hay là phương trình ô vuông? nào bây giờ tôi nói với các bạn nè bây giờ hai cái phương trình này bây giờ lượng tử của chúng ta nhé nếu chúng ta bắt được bán đáy mua đỉnh thì chúng ta sẽ lòi ra thằng bán đỉnh mua đáy nó sẽ thành công nếu thằng bán đỉnh mua đáy mà mình bắt được đúng không? thì thằng này nó sẽ thành công vấn đề ở đây là chúng ta phải hiểu cái quy trình hôm nay có chiều nay có hai câu câu đầu tiên là bán đáy mua đỉnh đó à, thế thì cái phương trình của hình chữ nhật này là hầu như là đúng nó đúng đến 90% các bạn nhé 90 phần trăm đó 90 nó sẽ đúng ở cái chương trình này 90 trăm trong FX càng đúng các bạn nhé đó Vậy thì chúng ta phải phân tích để làm sao đúng không ạ? Đúng rồi, đấy, bán, bán XRP phát nó bay, đúng rồi. Có thằng ngâm cả một năm rồi, không động vào, vừa động vào cái nó, nó bay. Thì tôi cũng kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện này, câu chuyện có thật trong trade coin. Tôi và một cái cô trợ lý rất là xinh đẹp. Cô này.